Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đảng viên vi phạm liên quan vụ Việt Á. Công ty Quốc cường Gia Lai nói gì tại phiên xử vụ ông Tất Thành Cang? Kiến nghị Bộ Công Thương gỡ khó cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Bắc Giang, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên bị bắt. Và sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị chú ý đón xem. 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đảng viên vi phạm liên quan vụ Việt Á. Quý vị thân mến, ngày 12 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 78 đảng viên, báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm cho biết, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 33.857 tổ chức đảng và 189.293 đảng viên, tăng 27,9% tổ chức, 40,96% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021. Có 42.333 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 546 tổ chức đảng và 649 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 90 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 90 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 78 đảng viên, có 32 cấp ủy viên. Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, chứng khoán và thị trường chứng khoán, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, phòng chống buôn lậu, thực hiện trách nhiệm nêu gương, thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư của tập đoàn FLC. Trong 9 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nhanh chóng nắm bắt các vấn đề, vụ việc xã hội quan tâm để kiểm tra, kết luận kịp thời. Tập trung kiểm tra vi phạm trong vụ Việt Á, FLC, AIC, Cục lãnh sự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Điển hình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 200 tổ chức đảng, hơn 200 đảng viên liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, kiểm tra 188 tổ chức đảng, 181 đảng viên. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 73 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Tú lưu ý đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội. Trọng tâm là công tác cán bộ, xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, mua bán chuyển nhượng tài sản công, các dự án đầu tư lớn, cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu. Tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo đang thực hiện gồm Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương kịp thời tự kiểm tra, ra soát báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ Công ty Việt Á. Công ty Quốc cường Gia Lai nói gì tại phiên xử vụ ông Tất Thành Cang?
Thưa quý vị, ngoài việc Sinh nhận lại 16,9 tỷ đồng đã chuyển vào tài khoản trong quá trình điều tra, công ty Quốc Cường Gia Lai còn muốn tiếp tục dự án khu dân cư ven sông tại quận 7. Chiều ngày 12 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xử sơ thẩm vụ án ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trần Công Thiện, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận và 8 đồng phạm vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hồ sơ thể hiện tháng 6 năm 2017, công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển, Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai với 1,29 triệu đồng trên 1 mét vuông. Công ty này nhận của Quốc Cường Gia Lai 374 tỷ đồng, cùng tiền thuế VAT là 23 tỷ đồng. Sau đó hợp đồng bị hủy bỏ, công ty Tân Thuận đã trả lại cho công ty Quốc Cường Gia Lai cả tiền chuyển nhượng, tiền thuế VAT thêm tiền lãi suất là 21 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định số tiền nhà nước thiệt hại ở dự án này là 202,6 tỷ đồng. Tương tự, tháng 11 năm 2017, công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ 32.967 m2 đất thuộc khu 4 dự án khu dân cư ven sông, phường Tân Phong, quận 7 cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng trên 1 m2, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 532,6 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, đại diện công ty Tân Thuận cho rằng vụ chuyển nhượng dự án khu dân cư ven sông do chưa thu hồi, khắc phục được nên đề nghị hủy hợp đồng, phụ lục hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai, đồng thời giải quyết hậu quả khi hủy bỏ hợp đồng. Cụ thể, đối với phần diện tích đất đã chuyển nhượng cho công ty Quốc Cường Gia Lai, hiện đã xây dựng hoàn thiện, khối A chung cư đã bàn giao cho khách hàng, công ty Tân Thuận đề nghị giữ nguyên hiện trạng để đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, công ty Tân Thuận kiến nghị hội đồng xét xử có biện pháp thu hồi phần giá trị chênh lệch còn thiếu mà Quốc Cường Gia Lai đang chiếm hữu. Còn phần diện tích 9.926,7 m2 chưa được cấp sổ đỏ, sau khi di rời trụ điện, công ty Tân Thuận được quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không tiếp tục chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai. Cạnh đó, công ty Tân Thuận xin nhận lại phần lãi suất 21 tỷ đồng khi hủy hợp đồng chuyển nhượng phụ lục với công ty Quốc Cường Gia Lai. Với số tiền này, cơ quan điều tra đã thu hồi và đang được tạm giữ làm vật chứng của vụ án. Đại diện này nhấn mạnh, mong muốn của chúng tôi là muốn giữ lại tài sản của nhà nước, tài sản của Đảng bộ thành phố cho công ty Tân Thuận, chứ không muốn bán cho tư nhân. Ngược lại, đại diện công ty Quốc Cường Gia Lai tại tòa cho rằng, việc hủy hợp đồng gây thiệt hại cho công ty này nên việc hoàn trả một phần tiền lãi cho Quốc Cường Gia Lai là phù hợp. Quá trình điều tra, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển vào tài khoản của cơ quan điều tra 16,9 tỷ đồng. Hiện nay, Quốc Cường Gia Lai xin nhận lại số tiền này. Đối với dự án khu dân cư ven sông, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 45% vốn góp với giá 186 tỷ đồng. Công ty này đã thanh toán đầy đủ cho Tân Thuận. Hiện Quốc Cường Gia Lai đã đầu tư xây dựng được Block A và C, đã đầu tư hơn 40 tỷ vào xây dựng, hạ ngầm trụ điện, hơn 10 tỷ làm trạm xử lý nước thải để phục vụ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Tại thời điểm chuyển nhượng, giá chuyển nhượng là hơn 186 tỷ đồng. Nhưng hội đồng định giá trong tố tụng hình sự xác định chênh lệch giá là 3,5 triệu đồng trên 1 m2. Công ty Quốc Cường Gia Lai mong muốn được tiếp tục thực hiện dự án vì là công ty có năng lực, kinh nghiệm trong kinh doanh bất động sản. Đối với phần chênh lệch giá, công ty Quốc Cường Gia Lai sẽ nộp bổ sung. Ngày mai 13 tháng 10, hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Kiến nghị Bộ Công Thương gỡ khó cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Thưa quý vị, để gỡ khó cho thị trường bán lẻ xăng dầu, các doanh nghiệp mong muốn Bộ Công Thương nghiên cứu, chủ trì tổ chức hội nghị, lắng nghe ý kiến để có nhiều hơn những thông tin từ thực tiễn cơ sở. Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam VinaSME vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu. Trong nội dung văn bản của mình, VinaSME cho biết, hiện cả nước có khoảng 17.000 cửa hàng xăng dầu, trong đó có khoảng 13.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa bán lẻ xăng dầu hoạt động trên toàn quốc, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho các hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động, có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước. Thực tế, những bất ổn của thị trường bán lẻ xăng dầu không phải mới, tuy nhiên, không ít lần doanh nghiệp đã có kiến nghị, nhưng dường như các cơ quan quản lý chưa lắng nghe để có giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, khiến tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng dầu ngày càng lan rộng thời gian gần đây.